Đây, ở đây nếu mình muốn lấy ra trong cái tình trạng mà cái máy giặt lòng ngang Toshiba của mình nó bị khóa này các bạn, mình có thể bấm tạm dừng, sau đó mình tắt đó, sau đó mình dặn ngược lên cái chương trình khác, sau đó mình mở ra đó, mở lên đó, dặn một chương trình khác tiếp, đó, tắt, mở lên. Đó, các bạn thấy không? Đơn giản như vậy thôi là chúng ta mất cái ổ khóa rồi nè. Đó, dặn lại. Người ta lấy đồ ra thôi. Đó. Thì như các bạn biết là những cái máy này á, thường thì nó sẽ khóa lại khi chúng ta bấm giặt. Và khi muốn lấy ra cũng rất là khó, dù các bạn có rút cái điện này ra hoặc là các bạn tắt này, tắt mở gì cũng nó cũng không có được. Các bạn phải làm giống như mình vậy đó. Các bạn tắt rồi các bạn giặt vào một miếng rồi em mở, tắt mở tắt mở tắt à, tới lần thứ ba là các bạn giữ giữ cái nút này mở lên, các bạn giữ nút này là nó sẽ tự mất cái ổ khóa hả. Đó, còn một số vấn đề như là các bạn khóa cái khóa em bé nè, thì ở đây nó hiện khóa em bé cho các bạn bấm hai nút này để khóa và các bạn bấm hai nút này để mở. Cái này là khóa em bé riêng nha, còn khóa của máy khi đang giặt là riêng nữa. Khóa của máy khi đang giặt á thì nó khó mở hơn cái khóa này rất nhiều, khóa này chỉ cần bấm hai nút này là các bạn có thể mở được thôi. Đó. Và đó là những chia sẻ nhanh của mình về vấn đề mở khóa cái máy giặt lòng ngang của Toshiba. Khi mà các bạn lỡ các bạn bấm mà các bạn quên đồ, quên ví hay là quên tiền ở trong đó thì các bạn có thể dùng cách này các bạn mở ra. Đó. Chỉ vài thao tác thôi các bạn mở được rồi. Cái này không biết không có mở được đâu. Và những người lắp đặt nào họ cũng không có chỉ các bạn cái này đâu. Cái này là chỉ các người dùng chia sẻ với nhau thôi. Đó, còn những cái kỹ thuật viên là họ kêu bạn để xuống xe bắt nè. Rồi bắt bắt xả rồi sau đó lấy ra thôi. Đó, chứ không có chỉ bạn bằng cách này đâu. Tiên mình khuyên các bạn nên kiểm tra kỹ trước khi mà các bạn bỏ đồ vào. Chứ nói chung là khi mà các bạn bỏ vào các bạn làm theo tắt tắt mở để lấy ra thì cũng nói chung là cũng không tốt đâu. Vì thế nên cố gắng kiểm tra trước khi bỏ đồ vô thì nó sẽ hiệu quả và sẽ tốt hơn. Video này kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Audio Jungle.